Chiếc cốc mà bằng inox hoàn toàn còn lành, không có thủng và rất là dày. Bây giờ mình sẽ xếp ba cái chiếc cốc, mình sẽ úp lần lượt ba cái chiếc cốc vào dưới này, và mình bắt đầu cái trò chơi ngay bây giờ. Các bạn nhìn nhé, này, mình úp một cốc này, úp hai cốc này, úp ba cốc này, đấy, rồi ok, sắn tay áo lên cho an toàn này, đấy nhá. Mình chọn một tờ giấy này, mình đặt lên đây nhá. Sau đó mình úp cốc vào. Mình búng tay một phát. Điều gì xảy ra này? Nó đã nằm ở đây. Rồi ok. Tiếp tục này. Tiếp tục mình lại úp cốc xuống này. Đó, mình chọn cái con số ở bên tay phải này, mình đặt vào đây. Mình chọn cốc bên này, đấy, mình úp vào. Tiếp theo, mình chọn cốc bên này, mình úp vào. Búng tay phát, mình nhấc ra. Nó đã nằm ở đây. Ok, tiếp theo. Thôi, để mình sắn tay áo cao lên để cho các bạn yên tâm nhé. Tháo luôn đồng hồ này. Rồi ok, tiếp tục nha. Mình úp, à úp vào đây thì tí nữa úp nhầm. Đấy. Ok, mình đặt nốt tờ giấy còn lại lên đây. Vừa nãy chọn bên này, giờ chọn bên này. Ok, không hề thủng này. Úp vào đây. Úp nốt vào này. Ba tờ giấy đây rồi. Đó. Và đây là ba cái tờ giấy mà ba cái con số trúng thưởng của các bạn mình đã nãy mình đã chụp lại rồi. Thì kết quả mình sẽ công bố vào video tiếp theo. Và video tiếp theo thì các bạn nhớ theo dõi trên kênh YouTube của mình. Các bạn chỉ việc comment ba số cuối của chứng minh các bạn vào dưới video này và các bạn có thể ghi kèm cái cảm nhận của các bạn mà trong thời gian qua mình đã hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn về cắt tóc, chia sẻ về kinh nghiệm làm nghề. Các bạn có thể ghi cảm nhận của các bạn dành cho mình. À, nếu như số cuối chứng minh của các bạn mà trùng với ba cái số mà mình chọn là trong cái tiết mục ảo thuật ngày hôm nay thì phần quà sẽ là một máy gạo khô và một chiếc ngược bản to của tường Weber. Và mình sẽ công bố kết quả vào clip tiếp sau, tiếp theo sau clip này. Ví dụ hôm nay mình đăng clip này thì 2 ngày sau mình đăng clip tiếp theo mình sẽ công bố kết quả. Thì các bạn nhớ theo dõi trên kênh YouTube của mình. Mình sẽ công bố kết quả cho các bạn. Và bạn nào trùng khớp với ba số này thì các bạn sẽ nhận được một phần quà tặng của tường Weber. À, mình sẽ cố gắng làm những cái trò chơi này vào mỗi video để cho anh em tham gia. Coi như đó là một cái trò chơi để cho chúng ta giải trí thoải mái hơn. Ngay bây giờ mình sẽ ghi 3 số bất kỳ. Mình ghi 3 số bất kỳ đi. Bạn nào có trùng 3 số này thì các bạn sẽ chiến thắng. Rồi, ok, 3 số bất kỳ. Bây giờ mình phải đánh dấu vào thì biết đâu là số đâu, thứ tự đầu đuôi. Đó. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ chụp lại. Bây giờ mình sẽ chụp lại.
chụp lại mình ghi cả ngày tháng nhé. Đồng hồ mình để đây cho các bạn biết này. Hôm nay là mùng 7 tháng 1 2020 này. Rồi các bạn nhớ vào cả cái nhóm kín của mình là Tờ Bây Vừa Fan. Thì ví dụ như các bạn không theo dõi ở trên kênh YouTube thì cái kết quả này mình cũng có công bố ở trên đó. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp mục ảo thuật này để các bạn diễn với con cái của mình hoặc là diễn người thân của mình. Ok, thì chúng ta cần chuẩn bị bốn cái tờ giấy vo tròn lại như thế này, bốn cái, và đây mình để ba cái đây, còn một cái mình để sẵn ở trong cốc thứ hai. Các bạn nhìn nhá, trong cốc thứ hai chỗ nào có sẵn một cái thì khi chúng ta úp xuống như này thì trong đây nó đã có một cái rồi. Các bạn nhớ nhá, trong đây nó có một cái rồi thì chúng ta chọn đặt vào đây, búng tay một phát thì nó nằm ở dưới. Ok, chúng ta cứ vậy, chúng ta làm lần lượt, úp xuống, đặt xuống đây, búng tay cái hai phát, đặt tiếp, búng tay phát ba phát, đặt tiếp, búng tay phát bốn cái. Đó, rất là nhanh. Và bây giờ mình sẽ ảo thuật biến mất chiếc này cho các bạn nhìn. Các bạn nhìn nhá, biến mất chiếc chổi cạo râu này, các bạn nhìn này. Các bạn nhìn kỹ này, tập trung vào cốc chứ đừng nhìn vào mặt của mình. Tập trung vào cốc, đừng nhìn vào khuôn mặt của mình, tập trung vào cốc này. Các bạn soi đi, các thánh soi không? Nhìn đi. Các bạn soi, các bạn nhìn kỹ này, chuẩn bị này. Chuẩn bị mình nhận này, 1, 2, 3. Đấy, các bạn thấy không? Ảo thuật rất đơn giản. Biến được phát và mất luôn. Đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn đừng quên comment 3 số cuối của chứng minh các bạn vào dưới video này để nhận phần quà tặng của mình, một máy cạo khô và một chiếc lược bản to. Mình sẽ công bố kết quả trên nhóm kín Tường Bây Vừa Fan vào hôm nay là mùng 7, mình sẽ công bố vào mùng. Các bạn nhớ theo dõi clip trên kênh YouTube của mình và theo dõi trong nhóm kín của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.